trà thanh nhiệt gốc tự thân, thanh nhiệt bên trong, tươi thắng bên ngoài. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Anh không tốt đâu, oh yeah. Anh đã nói là mình không tốt rồi mà, sao cứ theo vậy ta? Từ góc phố anh ngồi đến trước thềm nhà, em cứ như hồn ma. Anh hứa anh sẽ không chắc gì mà, em cứ theo người ta. Với anh tình yêu vẫn chỉ là quan và anh hay từng qua. Phiêu xong rồi ra âm thanh buồn na, đôi khi buồn em bất chấp yêu buồn ba. Chẳng giống bad boy, nhìn tròn anh chính là bad choice. Chẳng còn ai gì để nói, thôi về đi em ơi. Đừng vì những lời giả dối đâu khiến em chơi vơi. Đời này còn ngàn lối, em cho đi em ơi. Đừng cho đường này vì anh đã chỉ đang dòng chơi. Em lời trước quên là anh không tốt đâu. Chẳng xin nhẹ vì em thích ba đi phù phê. Thiết kế anh không phải là một chung bad boy, để mà cùng em chìm đắm trong sự tái tê. Chẳng có ai gì để nói, thôi về đi em ơi. Đừng vì những lời giả dối đã khiến em chơi vơi. Đời này còn ngàn lối, em cho đi em ơi. Đừng cho những ngày vì anh để chỉ đang sống chơi. Em ơi chưa quên là khiến em âu sầu má girl. Điều gì quấn quanh trong đầu khiến em u sầu má girl. Anh không tốt đâu, em chờ rất lâu nhưng không tay đâu. Em mới chưa quen là các khán giả của dự án số 1 The Debut 2018. Tôi là Oras Hương Tràm. Quyền lựa chọn thí sinh nào sẽ trở thành quán quân sẽ nằm trong tay của tất cả các bạn. 50% quyền quyết định quán quân nằm trong tay bạn. Hãy đăng nhập vào fanpage chính thức của chương trình để theo dõi về thông tin của các thí sinh. Và hãy lựa chọn cho mình một quán quân thật xứng đáng bằng cách truy cập ứng dụng TikTok. Hãy theo dõi và ủng hộ mình trên app TikTok nhé. Nhanh tay bình chọn cho quán quân dự án số 1 The Debut 2018 trên ứng dụng TikTok. Và cổng bình chọn sẽ được mở vào lúc 23 giờ ngày 31 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9 năm 2018. Cổng bình chọn sẽ chính thức mở từ 23 giờ ngày 31 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9. Mọi người đã tải app TikTok chưa nhé? Về app của TikTok, các bạn cũng có thể xem thêm rất nhiều những video clip vô cùng thú vị của chúng mình trong chương trình. Dự án số 1 mà các bạn đặc biệt không thể nào thấy được khi theo dõi trên truyền hình đâu. Thì hãy theo dõi ID TikTok The Debut gạch dưới 2018. Bye. Truy cập ID TikTok The Debut 2018 để theo dõi nhiều clip hơn. Hãy lựa chọn cho mình một quán quân thật xứng đáng. Tải app TikTok và bình chọn ngay. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya dậy sớm chờ tới lượt để bay lên sân khấu.
nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut, mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu, em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh, tươi tắn The Debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Bữa nay chỉ tập thôi, mai mới thi. Lớp thi thay đổi, 2 triệu lượt lên sân khấu. Đồ đâu mà thi bây giờ? Thời cuối cùng này, mùa xăm qua dễ dàng. Canh giá xem mùa hàng, giao tới ngay trong ngày mai. Oh Tiki, oh Tiki, Tiki.vn. Chị chọn em. Trang thương mại điện tử Tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1.